Dạ, xin kính chào tái ngộ quý cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta lại quay trở lại với kênh ô tô cũ Sài Gòn. Và hôm nay bên Khánh vừa mới về một con Innova đời 2020 phiên bản Venture màu trắng ngọc trai nha quý anh chị. Thì xe bên ngoài được trang bị khá là nhiều cái option mà bắt mắt cho chúng ta, rất là hầm hố ha và sang trọng luôn đó. Mọi người xem, xe mới về thôi, chưa có vệ sinh gì cả mà nó như là một con xe mới vậy đó. Và số km đi cực kỳ ít nha mọi người, chỉ 11.000 cây thôi, mang biển số thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị, màu trắng ngọc trai. Thì về cơ bản thì màu trắng ngọc trai nó sẽ mắc hơn cái màu bình thường là 8 triệu đối với xe mới. Nhưng mà khi mà chúng ta mua xe đó qua sử dụng thì chúng ta không có cần phải quan tâm đến về màu sắc. Cái phiên bản Venture này nó đều khác biệt so với bản thường G đó, là cái mâm nó màu đen nè. Có một bộ body kit, một bộ body kit ở dưới đây đó. Tay nắm cửa thì cũng đã được ốp chrome ốp. Cái này là dán chứ không phải là, cái này là dán quý anh chị, dán lên thôi, cũng là dán cửa nhưng cũng chống trầy. Body kit ở phía sau này ha, mâm đó. Chúng ta đi một vòng sơ lược xe bên ngoài rồi chúng ta sẽ coi cái trầy xước này hay không. Xe chạy 11.000 cây mà không có thấy một vết trầy nào hết quý anh chị. Phiên bản Venture được in dập lên cái cốp sau này ha. Được trang bị lại cái đèn led, đèn ghe phía sau nè. Còn phía sau thì có một miếng màu đen trải hết từ nói hai cái cụm đèn hai bên lại, mà được ốp cái cụm đèn lại được ốp cái màu đen nữa chứ. Nhìn cũng khá là bắt mắt ha quý anh chị ha, rất là đẹp. Nhìn tổng thể này mọi người coi, tổng thể rất là đẹp luôn nha. Nói chung là chủ xe này thì họ cũng biết cách trang trí xe, nhìn cũng khá. Nắp bình xăng dán ha, mâm vỏ thì bốn mâm vỏ đều mới và không có trầy xước gì nha quý anh chị. Cái mâm màu đen này chúng ta rất là dễ nhận biết là có bị trầy hay không, đứng xa xíu là nhìn thấy liền đó. Nước sơn bên ngoài rất là ok luôn. Đó rồi, thì bây giờ Khánh sẽ đi phần chi tiết đánh giá từng chi tiết bộ phận trên xe như thế nào cho quý anh chị xem ha. Rồi phần cụm đèn phía ngoài nè, thì đèn xe chạy 11.000 cây đảm bảo cho quý anh chị luôn, chuẩn số km hãng ha. Và mọi người nhìn cái chất xe là mọi người biết xe đi nhiều đi ít liền à. Cái ốp đèn này ha, được mạ ốp màu đen luôn. Đèn sương mù và đèn xi nhan, đèn xi nhan được hai cái bóng led rồi nè. Bên này thì đèn mi cũng hai, ở tất cả bóng đèn được hai led hết luôn rồi anh chị. Trước là xài đèn halogen ha, giờ là khách họ đổi qua đèn led hết luôn rồi. Điểm khác biệt của nó là chỉ có một body kit với cái mâm màu đen thôi. Ga lăng thì màu đen bóng ha. Khánh cũng bật mấy biển số của anh chị xem luôn, 51H64422, biển số cũng rất là đẹp luôn. Cái con xe này thực sự là đối với Khánh mà thường up clip như thế này thì lâu lâu mới về được một con xe cứng, Innova Venture cứng như vậy. Bên này cũng vậy ha mọi người, cụm đèn bên này ha, dùng đèn led hết luôn, bóng sáng không có bị trầy bẻ gì cả. Vỏ xe đát vỏ 2019, cuối năm 2019 nha quý anh chị, tuần thứ 40 2019 ha. Vậy là con xe này sản xuất năm 2000 đầu khoảng tháng 1 tháng 2 2020. Mọi người coi cái mâm xe này ha. Xe này sản xuất đầu năm 2020 nha quý anh chị. Bên Khánh thì chia sẻ thẳng thắn chân thành và hầu như là minh bạch tất cả các thông tin về xe luôn. Rồi bên trong xe đó mọi người coi nè, cái ốc ác đồ còn nguyên bản nguyên vẹn hết nha quý anh chị ha, không có bị trầy xước gì luôn. Sẽ quay thật là kỹ cho quý anh chị coi. Tắp đi cửa thì còn rất là mới nè, tắp đi cửa thì vẫn sử dụng
nỉ ha quý anh chị, nhưng mà họ giữ khá là kỹ vì xe gia đình mà. Ghế thì vẫn là ghế nỉ nha quý anh chị. Đó, ghế nỉ ha. Ghế nỉ này có sọc vằn nè. À, các option bên xe cũng được dán ốp gỗ lên rồi. Cái cửa sau bên phải thì nói chung là những cái này thì bên Khánh cam kết cho quý anh chị luôn rồi, không đâm bụng, không ngập nước ha. Mà có văn bản chứng từ chứng nhận hết cho quý anh chị luôn, sùng chỉ keo còn nguyên riêng nha quý anh chị. Cái vỏ phía sau đây, vỏ phía sau phải ha quý anh chị ha. Cái gai gõ còn rất là dày nè, dày cui luôn đó mọi người coi, giống như là xe mới vậy đó. Đó, cảnh quay rõ cho mọi người coi ha. Bên trong rồi, bỏ dự phòng thì chắc chắn là chưa hạ rồi, chỉ mới chạy có 11.000 cây thôi. Còn phía gầm xe đây, xe này cũng dạng là chạy rất là ít đó chứ, 2 năm mà mới đi có 11.000 à. Đó, cấp sao, cấp sao xe IRM Adventure, Innova Venture. Cũng khá là rộng ha quý anh chị. Này là cái dán mà bên Khánh chưa có dọn dẹp, còn khách họ còn để lại. Vừa mới về tức thì thôi là Khánh quay liền cho quý anh chị xem luôn á. Rất đẹp ha quý anh chị ha. Đó mọi người coi. Nội thất nỉ, sạch bon và không có bị nhăn nhấm hay là bị dơ gì luôn ha. Xe đi gia đình. Bởi vậy chúng ta mua xe đi gia đình như thế này nó rất là tiện nè. Vừa mua được xe chất lượng, vừa mua tại hãng thì mình an tâm hơn rất là nhiều ha. Và đây là số km hiện tại của xe, 11.442 cây. Xe có trang bị cho chúng ta một cái đầu DVD, một cái đầu Android nè. Đó, giống như một cái máy tính bảng luôn. Một cái camera hành trình ha quý anh chị ha. Đó. Xe đi 11.442 cây quý anh chị. Nội thất còn rất là mới. Đó mọi người coi cái ốp mạ gỗ nè, không có bị trầy gì hết ha. Rồi cái vô lăng nè, đó, mới keng luôn. Hiện tại con này đang chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 787 triệu quý anh chị. À, Khánh mời mọi người chúng ta coi cái khoang động cơ một cái ha. Đó, đây là khoang nội thất, đây là khoang buồng lái của xe, tài ha. Tất cả chi tiết đều còn mới và riêng nguyên bản cho xe luôn. Đây là khoang động cơ của xe Innova Venture 2020. Mặc dù chưa có vệ sinh, chưa làm sạch làm đẹp gì Marukuri cả. Mà mọi người coi nè, nó rất là mới luôn, như là một con xe mới, không có khác gì luôn á. Đó. Đấy, Khánh nói khi mà chúng ta, nếu mà những khách hàng nào đang tìm những mẫu Venture á, Innova Venture á, mà mua được cái con này thì thật sự là chúng ta không có phải hối tiếc gì cả. Đã rồi, và vừa rồi là một số hình ảnh về con Innova 2020 số tự động Venture màu trắng ngọc trai, xe đi được 11.000 km nha quý anh chị, và hiện đang chào bán tại Toyota Tân Cảng với mức giá là 787 triệu đồng. Thì chúng ta vẫn có thể hỗ trợ vay trả góp ngân hàng nha quý anh chị, và có thể vay lên được đến 75% giá trị xe. Thì quý anh chị nào đang dự định sở hữu con xe này thì hãy liên hệ với Khánh ngay nha, số điện thoại phía dưới màn hình để Khánh có thể hỗ trợ trực tiếp cho quý anh chị. Và Khánh xin hẹn gặp lại quý anh chị vào những video lần tới ạ.